Hello mọi người, ở hôm nay thì Xuân sẽ có những cái mẫu xe như là Raider này, xe riêng chính hãng và xe nhập khẩu để cập nhật lại giá cho mọi người, cũng giống như là quay lại cho mọi người mẫu huyết mẫu sơn mới mà bên em vừa mới lên ha. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy này, có bác biển số đằng trước thì chắc chắn là xe riêng tư nhân, còn về có xi nhan thì nó sẽ có hai loại này, mọi người có thể mua Raider hoặc là xe riêng chính hãng cũng được. Nó chỉ khác về phần tên xe thôi, còn về phần trước thì xe riêng chính hãng và Raider nó sẽ giống nhau ha mọi người ha. Tuy nhiên đối với phần giá xe thì hiện tại dòng xe Raider là cái dòng xe mà đang có giá thấp nhất trong tất cả các trong ba cái dòng xe này, Raider này, xe riêng chính hãng, xe nhập khẩu, thì xe nhập khẩu là cái mẫu xe mà có giá cao nhất, thì nó chỉ rơi vào cũng tầm khoảng 46 tới 50 thôi. Giá này nó sẽ tùy thuộc vào màu sơn này, tùy thuộc vào phiên bản đời xe nữa ha mọi người ha. Còn đối với Raider và xe chính hãng thì bên em chỉ có giá dao động từ 43 triệu. Khách hàng nào đang có dự định mua trả góp dòng xe này thì chỉ cần đưa trước cho bên em tầm khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng thôi. Và chỉ cần có căn cước công dân đủ 18 tuổi trở lên là bên em hỗ trợ trả góp mọi người ha. Còn thứ nhất là về kiểu dáng này thì ba cái dòng xe này không có gì khác biệt cả. Về chìa khóa cũng vậy, nhiều khách hàng hỏi mấy cái dòng xe này có khóa smart key hay không, thì hiện tại nhà máy chưa có sản xuất mẫu xe này có khóa smart key các bạn ha. Mọi người mua xe về thì mọi người có thể đậu lên cũng đủ rồi. Màu sơn thì hiện tại cửa hàng bên em đang có rất nhiều, bên em có thiết kế màu sơn theo yêu cầu nè. Bên em có thu xe cũ đổi xe mới nữa cả nhà ơi. Anh chị em nào mà đang có dự định đổi xe thì mình liên hệ qua Zalo Xuân hỗ trợ tư vấn cho ha. Hỗ trợ biển số toàn quốc và bên em có ship xe nha cả nhà ơi. Anh chị em nào mà ở xa nhưng mà không có ghé cửa hàng bên em mua xe được á, nhưng mà ưng những cái mẫu xe này thì bên em có ship xe, liên hệ qua Zalo Xuân tư vấn cho mọi người ha. Và nhớ liên hệ cho Xuân trước khi mình ghé cửa hàng mua xe được giảm giá xe tới 2 triệu đồng kèm theo bộ quà tặng ưu đãi nữa. Cả nhà nhớ nha, liên hệ cho Xuân trước khi mình ghé cửa hàng ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.